điều hòa một cục cửa sổ Nationan 8000 BTU giá 3,5 triệu nha mọi người này. Ok, chào mọi người, buổi sáng hôm nay ngày rằm mình sẽ lên cho mọi người một con điều hòa nhé. Con này là điều hòa một cục cửa sổ Corona Nationan nhé. Con này là 8000 BTU. Đấy, con này giá hiện tại sáng nay nha em, giá này giảm duy nhất sáng nay thôi này. Giá con này là 3,5 triệu mọi người nhé. Sẽ giảm hơn 200 so với bình thường. Đấy, con máy đây mọi người này. Con này thì sẽ có điều khiển đa năng mọi người nhé. Điều khiển đa năng. Đấy, điều khiển được nhiệt độ này. Đấy. Điều con này có cả cánh đảo, gió đảo thì mọi người có thể đảo gió được mọi người nhé. Đấy, đảo gió được này. Đâu rồi? Đấy, hẹn giờ này, đảo gió này. Đấy. Mọi thứ tốc độ gió mọi người này. Đấy, ok hết mọi người nhé. Đấy, con này thì dùng cho phòng độ khoảng 12 mét vuông đổ lại, ok mọi người ạ. Nhiệt độ cửa gió ra đây mọi người này. Cửa ra đây ạ. Cực kỳ là lạnh luôn mọi người nhé. Đấy. Mọi người đấy, bác này, con này là giá là 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu liên hệ bên em sớm, một chiếc duy nhất thôi nhá. Giảm giá sáng nay mọi người ạ.